Xin chào anh chị, em là Huyền Trang. Thì hiện tại em đang ở khu phố 4, thị trấn Châu Thành của huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Ở đây là đang ở bên Bến Tre và đang ở thị trấn mà ở khu phố luôn nha anh chị. Thì ở đây có một cái miếng đất đang bán, em quay cho anh chị mình xem. Thì cái con đường của mình á, thì con đường trước mặt mình luôn nè anh chị. Đường này thì bề ngang là khoảng 5 mét. Sau này sẽ đổ đan nha. Thì nói chung mà đổ đan. Nói chung là đường này á, là mình đi đi ra khoảng tầm chừng 300 mét thôi là sẽ tới ngoài lộ nhựa rồi. Một lát á, em sẽ đi ra ngoài lộ nhựa cho anh chị mình xem. Còn đường á, thì em nghe chủ đất nói là nói chung là dự án là sẽ mở cái đường đan. Chi phí á, là nhà nước chịu trách nhiệm. Thì cái này á, anh chị mình có thể đi lên ủy ban hoặc là đi lên ủy ban hoặc quanh chỗ này nè mình hỏi lại cái vấn đề đó ha. Thì đây là cái miếng đất mà hôm nay em giới thiệu cho anh chị mình nè. Cái miếng đất của mình á, có tổng diện tích đó là 1.000 mét vuông nha anh chị. Thì bề ngang là khoảng 18 mét, bề dài á, là khoảng 53 mét. Đất cơ bản thì nó cũng khá là vuông vức. Thì chủ đã chia cái miếng này ra làm 3 thửa nữa. Có sổ đầy đủ luôn. Một lát á, em sẽ lấy sổ ra cho anh chị mình xem. Đây, bên trong thì vẫn còn đất nữa nha anh chị. Từ cái hàng rào bên này nè, mình sẽ đo ngang qua là 5 mét. Từ hàng rào đo ngang qua là 5 mét. Thì còn lại là thuộc về cái phạm vi đất của mình hết. Đất cơ bản là nhìn vuông vức, sạch đẹp, không mồ mả. Này, thì em xin nhắc lại nha. Đất của mình là nằm trên đường xe ô tô vô tới. Nhưng mà đường này thì chuẩn bị đổ đan thôi chứ là chưa có làm. Có điều là ô tô vô tới hết thì anh chị cứ yên tâm. Còn ở bên này là diện tích là 1.000 mét vuông. Bề ngang là khoảng 18 mét, bề dài là khoảng 53 mét. Đất thì có sổ đầy đủ hết luôn. Khi nào anh chị mình mua thì ra công chứng sang tên thôi. Còn diện tích đất thì chủ đã chia ra làm 3 thửa sẵn hết luôn rồi. Anh ơi cho em mượn sổ với. Em sẽ cho anh chị mình xem cái sổ đất nha. À, chủ kêu miếng này giá chủ kêu miếng này giá là 4 tỷ, giá cả còn thương lượng nha anh chị. Thì em cho anh chị mình xem sổ nè. Thì đây anh chị nhìn nè. Đất của mình là ở khu phố 4, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Thì chủ tách làm 3 sổ nè. Một sổ là bề ngang là khoảng 6 mét. Một sổ bề ngang khoảng 7 mét. Rồi một sổ là bề ngang 5 mét. Thì là chủ tách thửa là ngang 5 mét, ngang 6 mét và ngang 7 mét nha. Đất cơ bản thì cũng vuông vức á. Gió quá anh chị ơi. Đây, một miếng 6 mét nè, một miếng 7 mét nè. Cái miếng 7 mét này thì nó sẽ hơi teo hậu nhẹ nè. Nó còn 5m8. Đây, đó anh chị. Đó. Mà em sẽ mở định vị lên cho anh chị mình xem để mình hiểu rõ hơn về cái vị trí khu này. Rồi sau đó em sẽ dẫn anh chị mình đi một vòng quanh cái khu đất để mình xem cái mật độ dân cư ở đây nha. Nè, đây là đất của mình nè ha. Này, đất mình ở hướng Tây Nam, nghiêng về hướng Nam nhiều hơn nha anh chị. Đất hướng Tây Nam nghiêng về hướng Nam nhiều hơn. Rồi bây giờ em sẽ mở định vị lên cho anh chị mình xem cái vị trí mà em đang ở. Nè, nó hơi mờ, hơi tối. Em kiếm chỗ rồi. Đây anh chị thấy cái vị trí mà em đang đứng không? Đây vị trí em đang đứng nè.
thì nó gần đường quốc lộ 57B đâu đó anh chị. Em sẽ phóng to hơn tí xíu nữa cho anh chị mình xem ha. Đây, thì đây là cái vị trí mà em đang đứng luôn nè. Thì anh chị thấy là ở đây là cũng gần cái ngã tư rồi nè. Thì anh chị thấy là xung quanh, nói chung là của mình là khu phố thị trấn Châu Thành, thì giá của nó là khá là cao ha. Ở gần chợ thì anh chị thấy là từ đất mà đi ra chợ Tân Quề Đông nè, mình đi chắc khoảng có mấy trăm mét hả anh chị ơi. Mình đi đây đi ra ngoài thì chắc tầm chừng 700 mét thôi. À mà nó có đường ở dưới này nè, đi qua tầm chừng 500 mét ha. Đó, nó rất là gần ha. Nó hơi tối nha anh chị. Nó rồi anh chị thấy một cái nữa là quán gì công an của huyện Châu Thành là cũng sát bên luôn nè, anh chị nhìn xem. Rồi bưu điện của huyện Châu Thành là cũng sát bên luôn. Đó, rồi anh chị thấy là bệnh viện đa khoa của Châu Thành luôn nè, cũng sát bên luôn. Nói chung mà những cái tiện ích tiện nghi là đầy đủ, tại vì đây là thị trấn nha anh chị, rồi ủy ban nhân dân của huyện Châu Thành rồi nè, điện lực rồi chùa cũng sát bên luôn, ngân hàng rồi văn phòng luật sư rồi tòa án nhân dân của huyện rồi đó anh chị, trung tâm giáo dục thường xuyên luôn nè. Đó anh chị xem, đó xưởng nghề rồi trường tiểu học đâu nè, chùa chợ đâu. Nói chung là ở đây là thuộc về khu phố 4 của thị trấn Châu Thành. Thì nói chung mà đất thị trấn thì có giá là toàn là giá nền không anh chị, nó hơi 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 cao. Mà đất của mình á thì nó gần những cái tiện ích đó, mà xung quanh đây á thì nói chung là đường, có đường đường ảnh nói với em, mới đợi nói với em là đường 7 mét lận, nhưng mà nếu làm thì có thể là sẽ làm khoảng 5 mét, cho nên em thấy vậy là cũng khá là ok rồi. Thì em sẽ phóng to hơn tí xíu cho anh chị mình dễ hình dung nè. Đây, anh chị thấy cái bên trắng trắng này là thuộc về thành phố Mỹ Tho nha anh chị. Thì thật sự là em thì không có rành giá cả đất ở cái khu vực này, nhưng mà em chỉ biết là đất mà ở bên khu du lịch mà Cồn Thái Sơn, nói chung là nó nằm ở cái khúc bên này nè anh chị. Nói chung là du lịch đâu á thì đất giá rất là cao, mà đất của mình thì cũng gần thành phố Mỹ Tho nữa. Thì anh chị thấy nè, từ ở đây á mình đi ra ngoài đường quốc lộ 60 rồi mình đi qua Mỹ Tho là cũng sát bên nha. Em nghĩ chạy xe tầm chừng 5-10 phút là mình sẽ qua tới thành phố Mỹ Tho rồi. Anh chị nào mà xem miếng đất này, mình sẽ về từ, nếu mà ở Mỹ Tho thì mình đi cầu Bến Tre qua đây, còn nếu mà mình ở Sài Gòn á thì mình sẽ về tới cầu Rạch Miễu rồi mình qua đây nha anh chị. Khi nào anh chị đi xem á thì em sẽ nhờ người dẫn anh chị mình đi xem. Ở đây gần cái gì đông đông nè, để em phóng lên đây. À, đây là cái khu công nghiệp Giao Long nha anh chị. Này, đất của mình sẽ gần khu công nghiệp luôn. Em nghĩ là từ đất mà đi qua bên khu công nghiệp, em nghĩ chắc khoảng tầm cũng cũng thấy cũng gần đó. Em nghĩ chắc khoảng đây đi qua khu công nghiệp chắc 10 phút không ta? 10 phút. 10 phút ha. Ở đây vậy là nói chung là xung quanh mình đó nha anh chị, mình đi chợ nè, đi trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, rồi đi ủy ban, đi khu công nghiệp. đi khu công nghiệp đâu á, thì nói chung là đi chợ, đi trường học, đi chùa đâu á thì nó sát bên đất của mình luôn. Anh chị thấy là trên cái đường đông đông này nè là nó cũng có độ gần đủ hết rồi, thì mình đi khoảng tầm chừng 5 phút đổ lại thôi. Còn nếu mà mình đi qua bên khu công nghiệp hoặc là qua thành phố Mỹ Tho á thì chắc là khoảng tầm chừng 10 phút, 10 đến 15 phút đi ha anh chị cho nó dễ. Đó, nó rất là gần ha. Thì ở đây á, à ở đây có bị nhiễm mặn không anh? Không. Ở đây không bị nhiễm mặn hả? À không bị nhiễm. Anh chắc cú không? Chắc cú không. Em hỏi anh chủ đất thì anh chủ đất nói là ở quanh đây thì không có bị nhiễm mặn nha anh chị. Ở đây thì điện nước cũng vô tới luôn. Bây giờ á em sẽ dẫn anh chị mình đi tham quan một vòng quanh cái khu này. Thì đất của mình này nha. Thì đây là cái con đường em sẽ dẫn anh chị mình ra nè. Mình đi ra khoảng 300 mét thôi là mình sẽ tới ngoài lộ nhựa. Quay xe hơi vô nè. Đó, thì anh chị thấy là xe hơi là cũng vô tới rồi đó anh chị. Bây giờ mình sẽ đi vòng vòng thôi. Bỏ điện thoại vô cái. À em quên ha, từ đây mà về thành phố Mỹ Tho bao xa ta? Quá cầu Rạch Miễu là từ chứ. Qua cầu Rạch Miễu là tới, mà để coi bao xa nha. À
Đây là đất thị trấn chứ mà đất nông nghiệp. Thời gì đất thị trấn rồi. Nó chỉ ở đây nó chỉ đường vòng anh chị ơi. Mà nói chung là em từ đây mà về thành phố Mỹ Tho là khoảng tầm chừng 10-15 phút thôi nha. Còn mà từ ở đây mà mình đi tới bến xe miền Tây á, là khoảng 67 cây số nha anh chị. Ở đây mà về Sài Gòn là 67 cây số, chạy đường cao tốc thì khoảng 1 tiếng rưỡi. Còn mà mình đi đường quốc lộ 1A thì khoảng 1 tiếng 40 phút nha. Đây 67 cây số nè. Đó. Rồi, xung quanh đây thì nhà thì cũng ok nha anh chị. Đây, hàng xóm của mình rồi nè. Đó. Cho thuê phòng trọ được luôn, một phòng 800 ngàn. À, ở đây có nhà trọ luôn anh chị. Cho thuê nhà trọ thì khoảng 800 ngàn một phòng. Đó. Hàng xóm thì cũng có rồi, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài đường thôi. Chở đi em thôi. Dạ nhờ anh chở đi giùm. Này anh đi. Chị xem ở ngoài trước mình á là lậu nhựa rồi. Bây giờ em sẽ lên xe rồi em quay ra ngoài cho anh chị mình xem ha. Cái này là em đang đi ra ngoài lậu nhựa đó nha anh chị. Nhà của mình nó sẽ cách cái lậu nhựa, miếng đất của mình sẽ cách lậu nhựa này là khoảng 300 m. Ở ngoài trước mặt mình là chợ rồi đó anh chị. Em thấy là từ đây đi ra chợ chắc anh chị chạy xe chắc tầm chừng phút thôi hả? Được rồi, không sao đâu. Bên phải đó. Bên phải có huyền. Trời sao mà nói mấy nghe. Người ta quay anh đừng nói dính cho dính. Đây, chưa đăng mà. Ờ chưa đăng à? Làm về mới đăng à. Ở đây là chợ gần cái chỗ đất của mình nè anh chị. Đường này là đường đường gì ta? Đường này là đường tính lộ nha anh chị. Mắc cận rồi không thấy đường anh chị ơi. Không có thấy tên đường. Đường lộ này là chủ công nghiệp luôn á, khu công nghiệp luôn. À đúng rồi, cái đường này là cái hướng mà em đang đi á, là đang đi về thành phố Mỹ Tho. Còn cái hướng ngược lại á, là đang đi về khu công nghiệp. Anh chạy nhanh lên đi anh. Cho anh chị mình xem về Bến Tre ngày nay nha. Ở trung tâm mà ở thành phố của Bến Tre thì còn đông và nó nhiệt hơn nữa. Còn ở đây thì thuộc về thị trấn của Châu Thành. À. Đó, anh chị đi ra có tí xíu thôi là mình quẹo ở đây là mình về tới thành phố Mỹ Tho rồi. Hình như là em nhớ là khi mà anh chị ở cầu Bến Tre mình về đây đụng một cái ngã tư. Ngã tư cái anh chị quẹo tay trái cái là mình tới đất của mình à. Đó anh chị xem. Từ đây về Mỹ Tho cũng gần nha. Qua cây cầu là tới rồi. Ui vậy là em thấy là hình như là từ ở đây mà từ ở thành phố Mỹ Tho mà qua đất của mình thì tầm chừng 10 phút hả anh chị ơi. Tại đây anh chị lên nữa là tới tới cầu Gặp Miễu rồi, rồi qua cầu Gặp Miễu là tới Mỹ Tho rồi. Cho anh chị xem nè. Cho anh chị ngắm cảnh với em luôn nha. Anh chị hôm nay anh chị gọi Huyền Trang á, nhiều khi em không có nghe điện thoại kịp. Anh chị đừng có giận cũng đừng có bỏ em nha. Để em cố gắng em khắc phục lại.
Ở đây là trạm thu phí rồi nè. Trước mắt mình đó là cầu Rạch Miễu rồi đó anh chị. Ở đây là em bắt đầu là em thấy cầu Rạch Miễu rồi đó. Trời ơi, đất của mình mới đầu á anh chị, em hỏi anh chủ đất là anh bán miếng đất bao nhiêu, cái ảnh nói là 1 công 4 tỷ. Em nói trời ơi, sao mà mắc dữ vậy. Mà anh nói là tại vì đất ở đây là đất thị trấn mà, thì khi mà mở cái vị trí cái Google Map lên á, rồi đi dạo xung quanh thấy là nó gần chợ nè, gần trường, rồi gần cái gì nè, ủy ban, công an, rồi gì bệnh viện nữa anh chị. Đó, rồi cái khi mà đi về á, em nhìn lại cái con đường á, em thấy là trời ơi, nó sát bên Mỹ Tho luôn, đi có 10 phút đổ lại thôi anh chị ơi, chứ nó em nghĩ là nó cũng không có tới 15 phút đâu. Em thấy nó sát bên luôn á. Đó thì mới hiểu được cái giá trị của cái miếng đất ha. Thì anh chị nào ở đây thì chắc là anh chị sẽ dành cái giá đất hơn là em rồi đó. Rồi thì anh chị cứ xem. Nó đây là lên cầu Bến Tre rồi đó anh chị. Sẵn dịp quay cầu Bến Tre cho anh chị nào mà đã lâu rồi chưa về thành phố Mỹ Tho.